SEA Games năm 2013 tổ chức ở Myanmar là một quỹ với bóng đá Myanmar. Đặc biệt là sau khi đội chủ nhà Myanmar không vượt qua được vòng đấu bảng. Sau SEA Games năm 2013 thì bóng đá Myanmar đã làm lại và bước đầu gặt hái những thành công. Đức Nam wow. Cùng Martin Lò. Martin Lò không vào. Martin Lò đã tung ra cú đá từ xa bất ngờ và rất chính xác. Nói chính xác thì rất uy lực, đôi mét chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Wow. Tình huống hy hữu.